xin chào tất cả những video Việt Nam Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi tối ngày hôm nay buổi chiều tối ngày hôm nay lúc 16 tháng ngày 16 tháng 7 năm 2023 lúc 4:45 phút và cũng xin chào tất cả những video của toàn thế giới thì video này mình có thông tin về cập nhật của bên nó Quốc như sau thì ngũ BQ team cũng có dòng cập nhật là những cái ví mới tạm thời nó sẽ bị, bị ngừng ngừng tạo tạo để đội ngũ BQ team người ta sửa một cái số lỗi thì chúng ta đi vào cái, cái thông tin này để được BQ team được có một bài báo viết về thông tin này như sau chúng ta đi vào cái thông tin của bài báo này để chúng ta biết cái, cái thông tin này cụ thể là gì thì bài báo này có tên là có tên bài viết này là mạng bi tạm thời đình chỉ có sáng tạo Ví mới để tăng cường khả năng mở rộng và bảo mật. Bài báo này được viết bởi Tina Solomon. Bên Đông Quốc, một dự án tiền điện tử tiên phong nhằm phi tập trung quá quá trình khai thác và làm cho tiền điện tử dễ tiếp cận hơn với người dùng hàng ngày. Gần đây đã thông báo tạm dừng việc tạo ví mới. Động thái này được đưa ra khi dự án tiếp tục phát triển và giải quyết các thách thức khác nhau trong sứ mệnh tạo ra một loạt tiền kỹ thuật số thân thiện với người dùng và toàn diện hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đi sâu vào lý do đằng sau việc đình chỉ và ý nghĩa của nó đối với người tiên phong của Bình Thứ nhất là tạm dừng tạo ví mới. Trong một thông báo gần đây từ nhóm Bitcoin, team đã tiết lộ rằng việc tạo ví mới trên nền tảng Bình sẽ tạm thời bình đình chỉ. Biện pháp này được thực hiện để đắp lệ những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng của mạng và cải thiện khả năng mở rộng của nó. Bên cách tạm dừng tạo ví mới, nhóm nhằm mục đích đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của mạng trong giai đoạn phát triển quan trọng này. Việc định chỉ chỉ là một biện pháp ngắn hạn và nhóm Bitcoin sẽ đảm bảo cho những người tiên phong rằng họ có thể mong đợi có thể tạo ra với mới trong những ngày tới. Quyết định này nêu bật cam kết của nhóm trong việc mong là trải nghiệm liền mạch và bền vững cho tất cả những người người dùng đồng thời đạt nền tảng cho sự phát triển và thành công liên tục của mạng. Hiểu lý do, vì tầm dừng tạo phí mới có thể đặt ra câu hỏi cho những người tiên phong của mạng bi và những người muốn tham gia hệ sinh thái. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đảm nắm được những lý do cơ bản nằm sau biện pháp tạm thời này để đánh giá đầy đủ tầm nhìn dài hạn của một dự án. Thì chúng ta thông qua một số lý do mà tác giả bài báo nêu ra như sau. Mối quan tâm về khả năng mở rộng khi mạng bi tiếp tục trở nên phổ biến và thu hút nhiều người dùng hơn. Nhu cầu về mạng tăng lên để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tránh tác ngạn nhóm bị coi đã quyết định tạm dừng việc tạo ví mới thứ hai là nâng cấp cơ sở hạ tầng việc triển khai các bản cập nhật và cải tiến đối với cơ sở hạ tầng của mạng là rất quan trọng để phù hợp với sự phát triển trong tương lai và duy trì trải nghiệm người dùng mượt mà vì tạm ngưng cho phép nhóm thực hiện các nâng cấp này mà không gây thêm căng thẳng trong mạng đó là lý do thứ hai, tức là để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là mối quan tâm về khả năng mở rộng và thứ ba là bảo mật và ổn định. Với giá trị của tiền điện tử bay ngày còn tăng, việc bảo đảm tính bảo mật và ổn định của mạng bay là vô cùng quan trọng bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhóm cốt lõi nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và bảo vệ tài sản của người dùng. Những người tiên phong có thể mong đợi, mặc dù việc tạo ví mới tạm thời bị đình chỉ nhưng những người tiên phong hiện tại có thể tiếp tục sử dụng ví của họ và tham gia về sinh thái mạng bay như bình thường. Hoạt động khai thác và giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong giai đoạn này và những người tiên phong có thể yên tâm rằng số bay hiện tại của họ được giữ an toàn. Nhóm biệt coi đã tích cực giao tiếp với cộng đồng và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về tiến trình của họ. Những người tiên phong có thể theo dõi các kênh chính thức của mạng bay, chẳng hạn như trang web, tài khoản mạng xã hội và diễn đàn cộng đồng để được thông báo về những phát triển mới nhất. Phần kết luận bài báo như sau. Khi cơ sở người dùng của mạng bi tiếp tục phát triển, việc tạm dừng tạo ví mới là một bước chủ động được nhóm bi coi thực hiện để đảm bảo khả năng mở rộng, tính ổn định và bảo mật của mạng. Mặc dù biện pháp này có thể gây ra một số bất tiện trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng nó sẽ phục vụ lợi ích lâu dài của cộng đồng bi bằng cách triển khai có khả năng cấp và tối ưu hóa cần thiết nhóm gốc lỗi nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử mạnh mẽ và dễ tiếp cận hơn với những người tiên phong cũng như những người dùng trong tương lai. Để biết tin tức và cập nhật mới nhất về mạng bay, những người tiên phong được khuyến khích theo dõi các kênh chính thức và duy trì kết nối với cộng đồng. Khi thời gian mà, uh, tạm ngưng kết thúc, uh, trong những ngày tới, những người có thể mong đợi hoạt động với được tiếp tục và tiếp tục. Uh, tiến triển trên hành trình thú vị hướng tới một bối cảnh tìm kỹ thuật số toàn diện và thân thiện hơn với người dùng. Như vậy tóm lại là Bego Team đưa ra một thông tin là họ sẽ tạm đình chỉ có cái việc tạo có cái ví mới trên ứng dụng bên Quốc này. Mục đích của họ là để tăng cường cái mối quan tâm và về mã rộng tức là họ đảm bảo hiệu suất tối ưu và tránh trách tai nạn thì nhóm Bitcoin sẽ phải gọi là điều chỉnh tầm tàu dân để họ sửa chữa một chút thứ hai là để nâng cấp cơ sở hạ tầng và thứ ba là bảo mật và ổn định ngoài ra là qua việc trình tạo tạm dừng tạo ví mới mục đích là để cho Bitcoin họ xem xét lại cái có cái tạo này là nó có đảm bảo an toàn hay chưa và nó có những cái chỗ lỗ nào hay không để họ sửa chữa sau đó họ sẽ tiếp tục mở để thu hút xem thêm nhiều biểu tham gia vào cộng đồng bên nước quốc. và đây là một công ty thúc vị tại vì họ đầu công team không có ngó lờ dự án và họ đang tiếp tục phát triển dự án này và tương lai dự án nó sẽ có những bước tiến phát triển mới và các mình luôn, luôn cố gắng tạo ra những cái video hay về đồng bi để góp đến tất cả mọi người và mình rất là cảm ơn nếu mọi người hãy cho mình một cái lượt subscribe đó là một cái niềm an huệ để mình nhà sẽ nhớ mãi các bạn chỉ cần nhấn một lượt subscribe đăng ký kênh là mình cảm ơn rất là rất là rất nhiều và những các bạn nào mà muốn máy tính mình sử dụng một cách an toàn tuyệt đối tránh những cái đối tượng như virus sau máy tính hoặc những cái còn virus cực kỳ nguy hiểm có thể tống tiền bạn thì bạn hãy sử dụng phần mềm Kaspersky Internet Security phần mềm này mình sẽ bán một người với giá 300 000 phần mềm này rất là tuyệt vời mà mình, mình đang sử dụng phiên bản một năm của nó rất chi là tuyệt vời và nếu bạn muốn uh, download có cái file mà trình duyệt không thể download được thì hãy dùng một cái phần mềm gọi là Internet Download Manager phần mềm download số một thế giới hiện nay của công ty Tornet đất uh, của Hoa Kỳ một phần mềm có thể xưng danh anh hào số 1 thế giới và không có phần mềm nào có thể vượt qua nó được về việc download tất cả mọi file trên internet và cuối cùng rất mong mọi người hãy cho thành những lượt like, những lượt subscribe, đăng ký kênh đặc biệt là những lượt subscribe mỗi lượt subscribe của các bạn là các bạn đã đem lại một niềm ăn huệ lớn rất mong các bạn hãy cho mình lượt subscribe. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.